Đến hẹn lại lên, mỗi khi Tết đến xuân về, đường phố Sài Gòn khoác lên mình chiếc áo mới với các thiết kế mang đến không khí mùa xuân tươi vui rực rỡ. Đông đúc người chụp hình hơn ở các trung tâm thương mại với những tiểu cảnh, mô hình, ý tưởng thiết kế khác nhau. Thấy năm nay là trang trí đặc sắc hơn mọi năm, với lại kiểu cũng gần tới Tết đó, nói chung là nó chưa vào hẳn Tết nhưng mà không khí rất là xôn xao, đường xá thì nhộn nhịp, nhiều rất là nhiều xe cộ luôn. Và em thấy là năm nay mọi người hưởng ứng cái phong trào chụp ảnh Tết rất là đông luôn. Đi khắp Sài Gòn thì thấy ở đâu cũng có chụp hết. Là một người góp phần vào việc trang trí Tết bằng hoa ở công viên, theo bà Minh Tuyền thì năm nay trang trí ít hơn so với những năm trước. Thấy đơn giản thôi, chứ còn năm trước thì cảm thấy các tuyến đường đó, trang trí đèn đầu kia nó nhiều hơn. Năm nay các cái đèn trang trí thì thấy nó ít hơn. Mai vàng, bánh chưng, lồng đèn, tiểu cảnh làng quê Việt Nam xuất hiện ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Về đêm, những tiểu cảnh này trở nên lung linh hơn với những ánh đèn đủ màu sắc, đem lại nhiều ấn tượng. Với bạn trẻ Kim Phụng, đó vẫn là linh vật rồng của năm Giáp Thìn. Dạ thì năm nay là năm con rồng, nên là em thấy có một số nơi á, trang trí những con rồng rất là to và màu sắc của nó thì rất là sặc sỡ. Thì cái đó là điểm em thấy là nó đặc sắc nhất năm nay. Theo chia sẻ của bà Minh Tuyền, những ngày cận Tết, công viên ở trung tâm Sài Gòn sẽ thêm rực rỡ với những sắc hoa. Bông hoa các này chị đang làm vệ sinh này, cuốc xới làm mặt bằng để qua tuần là bắt đầu vào trồng bông, trồng hoa trang trí cho Tết. Tháng nào tụi chị cũng thay hoa tươi hết, Tết thì nhiều hơn. Theo quan sát của Kim Phụng, khi phố xá lên đèn, trung tâm thành phố dường như nhộn nhịp hơn. Với đủ loại trang phục đầy màu sắc, nhiều người dân tranh thủ cho mình một góc để có thể lưu giữ lại một phần hình ảnh những ngày cuối cùng của năm Quý Mão.